Thầy Bò Tư Chiến chào khách, hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2022. Bò về trại gồm có bò bê Pháp Kem. Xuống trại xong mình chưa quay vô bò cọc ổn định, quay một clip nữa để đăng tải lên quý khách xem dễ phân biệt. Cái lô bò Pháp Kem, mấy con lô nguyên lô đây. Bò chiều cao của bò là 1m1 5 phân, 1m2 có. Bò lở nhiều. Bò nhỏ hơn chấm hai chấm thì lô đứng phía ngoài. Nguyên cái lô ngoài chỉ có giá là 19.500.000. Lô mới đây là 19.500.000 phía ngoài. 20 triệu có, 19.500.000 có. Còn lô bò lở phía đây còn có bò bê Pháp Kem, lưng nách chà bè. Bò này tháng tuổi của bò là gần 8 tháng. Địa chỉ của trại lộ DT19 gần ủy ban xã Nhật Phước Tân, đây tỉnh Bến Tre. Quý khách có thời gian đến với trại xem, và quý khách không có điều kiện thời gian đến với trại thì trại bò nhận qua Zalo là một lần nữa để quý khách thêm tổng thể nguyên hình từ phần cần, phần đầu, viêm vai, sân lưng, bản đùi. Quý khách vui lòng gọi đến số Zalo của trại là 0395168767. Trại bò Tư Chiến. Nguyên cái lô bên đây chỉ có giá là 19.500.000. Địa chỉ của trại lộ DT19 gần ủy ban xã Nhật Phước Tân, đây tỉnh Bến Tre. Quý khách có thời gian đến với trại xem, còn quý khách không có điều kiện thời gian đến với trại thì trại bò nhận qua Zalo là một lần nữa quý khách xem tổng thể nguyên hình thường cần, phần đầu, viêm vai, sân lưng, bản đùi. Nguyên cái lô bên đây chỉ có giá là 22.500.000. Cảm ơn quý khách chút thời gian qua đến với trại. Một lần nữa cảm ơn quý khách đã đăng ký và lúc xem kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến. Hẹn lại quý khách tập video tiếp theo.